vô rồi. À, chứ là cái nước là nếu như vậy thì nấu viên này quá đơn giản, bắt đầu là trong đầu nước mang nghĩ là phải chở xe tải cái gì đó về rồi sẽ ra, nếu mà làm mày sơ rớt vậy thì ok. Y chang như pha chế bây giờ bỏ cái này nữa chứ trái cây có lúc nhưng mà cái đường sơ rớt nó thanh lắm nha. Ví dụ nha, ví dụ như trước giờ ai cũng làm cam với chanh dây, không ai nghĩ là nổi cái nước pha chế, không ai nghĩ là thơm với cam hết. Nhưng mà khi mà chị pha chế ra, lúc mà chị bán mà thức ăn mà online, mà lúc đó chị thử nghiệm chị tập á, thì chị cho là thơm với lại thơm ở dưới đấy, thơm với chanh dây. Thơm không? À, thơm với chanh dây là chị là không ai nghĩ là phải bỏ vô máy xay để xay để tạo bọt ra, nhưng mà chị vẫn nghĩ xay để tạo bọt ra, xuống đó bỏ đá rồi cho anh hỏi cái này nữa nè. Rồi con mình có ba cái này rồi gì chứ anh thì cứ nghĩ rồi ngày mai mình có ba cái loại bia rồi để mình muối gì phải không, rồi ngày mai mình nấu rồi mấy cái loại này mình lấy mình có chưa. Thì bây giờ mình lấy nguyên liệu thôi, tối nay lấy nguyên liệu thì ngày mai nó giao, chắc ngày mai giao mày thì ngày mốt mình nấu. Mày có giao thì mày bắt chờ lâu hả? Ngày mai giao thì ngày mốt mình nấu thôi. Mày không hỏi, giờ mình thêm 3 ngày mai nữa thì mình, cái này trước. Bây giờ mình cứ vận hành cái hệ thống máy của mình cho nó chạy ổn định, rồi xong rồi ngày mốt là mình nấu thôi. Mình nấu là mình mặc nấu luôn á, nấu luôn 2 loại, 3 loại luôn, cho mình chạy cho nó. Mốt là thứ mấy? Đúng rồi. Ngày mai chịu khó lau chùi với lại vệ sinh hết ở trong. Đã làm gì để em đi lấy ống, rồi em đi lấy những cái thiết bị đã cần đã nấu. Dứt khoát là muốn nấu đó. Vậy thì bây giờ là tâm đề xong cái chiều, bây giờ xuống chỉ cần làm cái gì thì mình làm luôn. Lau chùi chuẩn bị cái gì đấy. Mình chuẩn bị từ tầng 1 tới tầng 3 đi anh. Không phải anh nghĩ 3, là 4. từ tầng 1 đến tầng 3. Đúng rồi. Rồi xong rồi mình chạy nước ship, rồi mình đun nước sôi. Mình đun nước sôi rồi mình chạy. Em xách đi, em lôi ống về. Để còn có thiết bị để chuyên bia cho mình thể nấu qua hả? Mình cho bộ, mình bỏ vô, mình xây, rồi mình cho nó chạy cái này đó. Dạ. Mặc dù là chưa có lúa mạch gì hết, mình mình rồi ngày mai gạo nó sẽ giao. Thứ nhất, ngày mai khi nào gạo giao thì lúc đó mình sẽ test cái máy của mình, để cho mọi người biết là mọi người sẽ chỉnh như sao, lỡ của em ở đây thì mọi người sẽ chỉnh như thế nào, cái hạt gạo nó sẽ tách ra sao. Dạ. Khi mình xay nó nát quá thì mình sẽ chỉnh nó như thế nào nữa. Nguyên tắc là mình sẽ không cho nó nát. Nó chỉ vỡ hạt ra thôi. Dạ. Mai Phương Linh sớm. Mai anh Long đi. Thì chị đặt tòa sớm. Đó cứ anh chị cứ anh cứ cho vệ sinh là được anh ha. Cứ vệ sinh rồi hai cái buồng nước nóng em đun sẵn rồi đó. Nhưng mà cái nước buồng nước bơm qua thôi. Dạ. Rồi phải làm từ đầu công đoạn, từ đầu tiên. Bây giờ dọn, đúng rồi. Để anh làm hoài em hút nó. Hoặc là nếu không bây giờ cái bình nước nóng thì bây giờ mình sẽ... Không, khi nào mà nấu, khi nào mẻ đầu tiên thì em sẽ đứng em vận hành. Nhưng mà tới mẻ thứ hai là bắt buộc là mọi người sẽ phải làm. Là em không đứng em vận hành máy nữa. Mọi người sẽ bấm, mọi người sẽ vận hành như thế nào, ai là người vận hành chính thì người đó sẽ là người vận hành. À, tới mẹ thứ ba người đó cũng là người vận hành luôn. Anh là người vận hành chính đó. Rồi vận hành xong xuôi đó là anh tất. Các tụi em quay dạ. Thôi thấy không rồi đấy là anh là chính đó. Không hành chính là Phương kìa, em đồng ý rồi nhưng mà Phương nhưng mà vậy là thế vậy là em Phương là Phương á chứ Long với mày khi đi suốt à vận hành rồi. Vậy thì anh Phương ghé anh Phương phải chịu trách nhiệm là quan sát kỹ cái lần đầu tiên em làm rồi xong rồi tới lần thứ hai quay coi chưa tới lần thứ hai tới lần thứ hai không anh Long quan sát thôi. Tới lần thứ hai anh Phương phải lên, anh Phương phải vận hành hết từ A đến Z, anh Phương phải điều hành là sao, là Hải ơi lấy dây cho anh, Hải ơi gắm dây vô ống này đấy, lấy anh ra để làm gì, để anh phải điều hành hết được tất cả những cái xưởng của mình nó sẽ vận hành cái gì ha. Còn anh Long, chị Mai với em với lại anh Hiếu với lại anh không. Anh Hùng á thì đứng ngoài và anh điều hành như thế nào tụi em sẽ làm. Thì như vậy em cứ mạnh dạng lên, anh sẽ quay phim có gì em quên á em mở lên coi. Thế vậy thì bây giờ là phải làm vệ sinh ba cái tanh nào đấy. Dạ. Làm trước đi. Vệ sinh luôn anh, vệ sinh hết thì mai xịt hết cái là xong thôi. Lại đường ống đi vào em phải đường ống em cấp qua. Mai em cầm lên. Dạ đúng rồi, mai mốt nói để chung là trước khi không? Nấu là mình phải chạy nước hết, mình phải chạy sạch sẽ hết rồi mình mới cho bia vào. Nó làm quy trình tức là từ đầu đến cuối là chuẩn luôn. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chuẩn luôn từ đầu đến cuối.
Hiện tại bây giờ hai cái bình kia thì cũng đã sạch rồi, bình nóng, bình nấu, bình mang với bình nấu thì cũng sạch rồi. Thế còn là bây giờ là Phương với anh thì ta nhiều quên. Anh Hùng. Anh Hùng với Phương với anh Hùng và hai người ví dụ cái này em là chính rồi, lâu lâu em đi chơi thì nó thì có anh Hùng mà đúng không? Không, thực ra cái vận hành này Phương là chính, mà anh Hùng cũng coi như là chính, tại vì hai người đó phải có với nhau mới làm được. Hợp với nhau. Ví dụ em quên này có anh Hùng nhắc nhở, anh Hùng quên này có người phối hợp với nhau nó sẽ tốt hơn. Chứ một mình em nhớ cũng không hết nữa, phải có hai người. Mà trong học hỏi từ từ với nhau. Giờ anh Long với chị cùng theo. Học hỏi với nhau. Để không có em thì anh Hùng với chị với anh Long vẫn làm được. Cao lắm á, thì mình. Mà không có anh Hùng thì ba mình vẫn làm được. Chừng 3 tuần, 2 tuần là em ok quen rồi. Anh cho thí dụ em chậm chút. Bữa mày hứa mày chạy cho chị tối đa 2 tháng. Tao nói cho tao chậm thì. Pha chế đoạn cuối này mới là chuẩn, mới là cái quyết định của vấn đề. Anh là anh không có gì hết, anh chỉ giúp tụi em thôi, anh quay phim cho nó. Cái siro là cái quyết định chính đó, quyết định nha. Vấn đề, chứ không phải cái vị á. Cái vị á. Tức là cái mình nôm na như kiểu mai nói là chị ở chuẩn nhà chị mong nó giống như là ninh nước xương về chỉ là cái gốc thôi. Em sẽ hướng dẫn chị ninh nước xương để mà làm vợ thì chỉ là cái gốc thôi, nhưng mà vị nó như thế nào mới là cái sau này. Rồi sau này mà em mà rảnh rỗi rồi đó, em với anh Hùng mới nghĩ ra viết lại bài bản bỏ vô computer cho mọi người coi. Anh muốn em làm như vậy đó. Lúc đó tụi mày đọc thì tao làm thư ký. Hoặc là em có những cái máy này chụp hình, có iPhone em chụp vô, em nói bây giờ khởi động máy, ví dụ đi bước 1, bấm nút nào có hình em làm. Bỏ vô Microsoft Word á, khởi động máy bước 1 làm sao, mở máy gì, on off làm sao. Đó, em làm đó. Cái bàn điện tử của bé tí này là anh chưa là không biết cách điều chỉnh. Thì đó thì phải từ từ nó thà Hải sẽ chỉ cách rồi mình phải xuống chụp hình xong rồi lấy cái hình đó đưa cho mày in ra. Rồi để bữa Hải nấu thì đi theo sát Hải giống như phụ Hải rồi. Cái này em nhớ luôn. Chưa đây có sục CO2 thì có may làm may là Hải lên nó bấm. Không anh nấu đi rồi xong này em cho thợ của em qua đi đường ống CO2 thôi. Nhanh lắm. Thiết bị có đầy đủ hết rồi, đi ống qua thôi anh. Phải tới ngày thứ 7 tới ngày thứ 8 mình mới cần CO2 anh, còn không tới ngày thứ 3 á, tới ngày thứ 3 á là mình khóa mình lấy CO2 tự nhiên luôn, nhưng CO2 tự nhiên của mình không đủ. Bắt buộc là mình phải sụp CO2 vô. Toàn chưa chụp đúng không? Cái bản làm việc hôm qua toàn đã chụp đâu. Cái gì bây giờ thế này? À đúng rồi, bởi vì cái sụp là nó khi nào nó phải là sang cái bình mà để xuống từ 5 độ ấy, đúng không? Dạ. 5 độ mới là sụp, chứ còn lúc 2 đúng độ rồi, chưa sụp. Đúng rồi. Thế mà anh vẫn kịp dùng bia. Sao anh? Cái chân u đậu quá nha anh Hùng. Cái này hỏi sáng cái mua ở đơn vị nào nè. Cái này nó hỏng một cứng 36 tháng vẫn bảo. 36 tháng. Cái này chắc mà còn mẫu hàng không anh? Có. Dạ, cái này em mới tránh nhà mua xây bao lâu từ hôm đó giờ làm gì được 3 năm chứ. Thôi nè. Từ năm 2022. Cái này là 2022 hả? Mày mua 2022 hả? Đâu em 2021 rồi đâu có anh. Rồi nó dán tem nó là sao lại 2021 anh chị mày. 2021 đúng không? Cứ này là nó bị hỏng á. Tức là nó không bị chắc là anh phải em nghe không? Không nó hỏng phần điện. Cầu cứng thì nó không có bảo điện. Quay được thì anh về phải kiểm tra trên bo này là phần cấp nguồn này có đúng không? Dạ. Ngay vị trí này. Thì anh đưa vào hệ thống anh biết này. Dạ dạ.
xong được cái không đó. Anh em để từ 18 tới 22 độ anh. Nghĩa là coi quay ngược lại không thấy. Không có nghĩa là dạ. Cái ổ cứng này nó hư. Em, cái phần điện nó không bền. Em để chừng nào tới lúc mà cái hồ bộ đường của em yêu cầu anh em á, giả dụ như em cần em cần 5 độ hay là em cần 4 độ thì tới lúc đó rồi là xong rồi em mới hạ nhiệt em rút men. Tại vì cái ổ cứng á là cái dữ liệu nó đọc ghi liên tục. Em hạ xuống 5 độ thôi, còn thằng này nó kêu mình hạ tới âm 1. Anh Hiếu anh nói là ở bên anh là có camera mà khi mà có bóng đi qua anh mới thu. Thì là cái này cũng nó... vậy, ủa vậy hả? Nó gọi là phát hiện chuyển động thì mới ghi, còn không có được ghi gì không khoảng 7 ngày hả? Cái đó là hiển nhiên. Nếu mà đẹp, nếu mà đẹp nhất là khoảng 5 ngày đến 7 ngày. Tại vì khi nó phát hiện một cái gì mà nó chuyển động thì nó mới ghi dữ liệu. Còn không có thì... lâu đúng nó rồi thì một mẻ bia của mình 10 ngày tới 12 ngày một mẻ mà. Cái này chắc là để em về em cắm hệ thống kiểm tra. Đúng xác rồi, sụp CO2 xong rồi bia chính là thành phẩm thôi. Mình bị cấp này. Nó không có quay à. Ở lỗ tai không có quay thì có cái điện nó không vào. Đúng rồi, rút men hạ lạnh, rút men nguyên tắc này, hạ lạnh, rút men rồi mới sụt sơ. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Thì anh xem cho. Sụt trực tiếp cũng được, sụt bình thường cũng được anh. Sụt cỡ nào cũng được hết. Thử ra là cái... Dạ, có anh. Cái nhà của chị bên kia. À, chị nhờ sang dạ. Trích xuất rồi chị camera. Đúng rồi. Không trích xuất được mà. Có loại 1,5 kg, có loại 2 kg, có loại 2,2 kg. Tùy anh, nhưng mà bia vàng thường 1,4 kg, 1,5 kg nó hết rồi anh. Lên nữa thì bỏ không mà. Bây giờ anh về kiểm tra coi do cái điện phần này cấp hư. Bia cao độ thì khoảng 1,8 kg. Ủa cái này là cái hot drive nó để vô hả? Bia đen là bia cao độ đó, để 1,8 kg thôi, khoảng 1,8 kg, 2 kg, nói chung là 1,8 kg, 2 kg, cứ 1,8 kg, 2 kg thôi nè. Chị hỏi nhờ, như em hỏi là, thí dụ mà cái camera nó quay vô trọng đó mà không có ai á, nó không ghi, nó quay ok gì tốt, nó xem, nó xem. Cái đầu nào cũng vậy. Đúng rồi, ok. Cái đó là bên hãng nó thiết kế nó phải đi theo cái hướng. Hạ xuống sao lên men được nữa anh, hạ xuống 5 độ, hạ xuống 5 độ là coi như mấy con men nó đã gần như nó chết, nó gần như nó đông rồi mà. Có mấy cái. Dạ dạ. Hai hệ thống. Cái hệ thống mình gắn là những cái kia. Tại là chỉ 2 ngày thôi là chiết rồi. Bia chính không phải là đã mà mình test, mình thử mình uống cái bia mình chính chưa là mình chiết thôi. Dạ dạ dạ. Tháng này có gì cho cái thông tin. Dạ dạ dạ. Cái hàng xóm hôm bữa đi xe taxi vậy. Không, hàng xóm chỉ nữa, trong đó mình đã có CO2, mình đã bia mình đã chín hết rồi mà. Nhờ coi lại từ thời điểm nào ngày 28/7/11 mình phải qua cái cảnh chứ dính cái cảnh nào cái tăng em làm là ở trong cái này trơn hết rồi đó, làm sao mà nó dính cái cảnh được nữa. Cắm cái hệ thống anh gắn hệ thống anh xem chị, nếu mà có coi được thì coi ngày 28. Dạ. Nó dính lên mình mới rút ra rồi mình phải có một cái lọc. Khi mình qua tăng mình phải có mình qua cả. Kem mình phải có một cái lọc khô nữa chứ anh. Khó nó hư lúc đó mình cần rồi. Mấy cái camera này nó có wifi đâu sao bọt được, mình đẩy đẳng áp mà sao bọt được anh. Làm sao mấy cái mình đẩy đẳng áp mà chứ mình đâu có chiếc không đâu. Dạ, mấy cái camera này làm sao nó lâu gắn keyboard hay là nó đúng gì? Rồi qua lọc qua đẳng áp qua đẳng áp hết anh nha. Mình ủa mà ở dưới đủ ken chưa vậy anh? Tại vì nó trùng một cái mấy cái keyboard nó vô đâu? Ken 20 lít á. Đi vào hệ thống trung tâm này em lên coi. Đúng rồi, một cái đi coi cho mình. Ờ có gì em nhắn nè. Anh Hiếu, anh Hiếu. Dạ coi. Ok anh, vậy nha. Ok. Lạnh không mấy anh? Ừ, nha. Mệt quá. Alo, dạ mới gọi em anh. Ngồi đây đỡ gì tại nước hạ cái kia, ngồi đây không có. Anh cho nó lên. Không cần đâu anh cứ lạnh anh cứ ướp lạnh anh uống thôi được rồi. Ai muốn uống men dưới thì lát còn không thôi. Cho nó đẹp trai. Dạ dạ. Ok anh. Nha.
như vậy là cái rồi mình cứ thực tế mình biết là cái nước này, cái man này bao nhiêu hàm lượng bao nhiêu, đánh xay vữa xay mịn hay xay gì. Dạ. Lúc đấy mình tối em công thức xong rồi em nói bên bé Hằng nó giao gạo qua luôn, chắc sáng mai nó giao. Xong rồi mình test rảnh rỗi mình xuống dưới mình xửng cái máy xe man luôn. Mình chỉnh làm sao hoàn chỉnh nhất. Rồi xong rồi mình đã đó mình xiết mình cố định luôn. Rồi cái rồi thứ hai nữa là cái ở dưới. Thứ nhất là kho gạo nè, là mình phải dạ, để làm gì để ở trên. Rồi cái máy xay mình sẽ để vô chỗ nào, để trong, tại vì cái máy xay khi mình sản xuất á là chuột, thứ nhất là chuột nó sẽ bu vô trong cái máy xay, nó sẽ ăn những cái mà man gạo dư thừa trong đó đó. Thì mình sẽ làm một cái gì đó để mình chụp cái máy xay của mình lại. Dạ. Là ok anh. Dạ. Alo. Dạ. Dạ. Đang đem đi. Cứ để em đang để ở trên này. Để ở trên bàn đấy. Ủa thì đóng mà anh. Ai bảo thế? Ngày thì em chỉ để 1-2 ngày thôi là em đã khóa hết app rồi mà. Nhưng mà cái bia đó nó sẽ không ngon. Anh cứ tin em đi, cái bia đó nó bị nhiều khi mang mới không sao, nhưng mà nhiều khi mang cũ á nó sẽ bị kích men, mà cái con men nó bị kích đó, sinh ra những cái mùi vị đó, bia nó sẽ không có ngon đâu. Rất là nhiều chỗ họ làm rồi và họ sẽ bị cái bia là bia không ổn định đó. Còn em á là em xả hết cái app ra luôn. Dạ. Rồi sụt cc mình sẽ sạch mà, chứ đâu phải cc giỡn đâu mà sợ. Đúng rồi, em xả hết. Dạ đúng rồi. Hồi nãy em có đem cà phê xuống á, cứ uống đi, có một cái hồng đường á. Quan. Rồi ok. Đưa cho Hải người anh Hồng với... 8 giờ, 8 rưỡi thì phải đi à. Dạ. Mai là lịch khá quan trọng. Anh Hùng đi làm luôn giờ được chưa? Rồi. Dạ. Anh Hùng. Ông làm mặt vậy nó mới cần nghỉ rồi. Đấy thì cái máy đó gọi là cái máy thu hồi CO2 đúng không? Nhé. Dạ. Rồi sẽ có cái TV cho chị phải thấy hết tất cả cái màn hình luôn, cái tất cả camera cho chị coi. Dạ. Đúng rồi anh. Nên em xả hết mà nha anh nha. Rồi ok anh. Ui chết, giờ mới nhớ cái ly cà phê sáng chưa uống nữa mà. Biết cái ly cà phê sáng uống đi. Không, cái ly sáng á em biết em để đâu, em chưa uống miếng nào luôn. Thôi cái này không được đâu. Chắc là để dưới này rồi. Chúng ta để dưới xưởng này. Ngay uống này. Thông đường cái ly này của chị mời. Không phải em thích tập kẹo không lâu mình thôi này, một cái kẹo em mặc 10 lần thì không chịu được. Anh không chọc giận em có chứ. Mà em cũng chọc giận 10 lần thì em cũng không chịu được. Alo. Đen vàng. Alo. Ủa cái thư ngõ, cái ngõ anh gửi cho em hay là anh gửi cho bà Huyền hay là như thế nào? Đen khẳng thấy nó cũng không phê cả. Ừ. Rồi. Nhưng mà cái chỗ để là. Biết đâu để mình làm ngon. Đi Đức để em đưa anh đi uống chỗ Hoa Viên.
À, Hoa biết đi muốn rồi. Đúng rồi nào? Ở ngoài Hà Nội. Vì Hà Nội khác, Hoa biết trong miền Nam khác nha. Một công thức đó chị. Giống như nhau một thằng. Một công thức nhưng ra Hà Nội nó khác. Ngoài đó uống cái vị nó khác giống nguồn nước á. Nước, dạ. Ừ, biết đâu đến khi làm ngon là chăng? Mà thường là đen thì người ta sẽ rất là thích. Đen thì nó phải là... Đen nó hơi kén khách. Đen kén khách, khách mà không? Uống được. Giống chim bê đen ấy, chim bê đen là mọi người là rất thích. Ai chim mà uống được mà. Còn không thì để tối em soạn luôn cái chim mây đen cho. À, chơi cái chim mây đen đấy. Chơi cái vị nhưng mà không giống nó đâu nha. Không cần phải giống. Nặng giống nó là chịu á. Nó là hàng trăm năm nay rồi, hàng trăm dạ. Mấy trăm năm nay. Tương tự tí xíu thôi. Chim mây mấy cái kia thì người nào chuẩn để nghiên cứu rồi xong rồi ra công thức thôi thì nên đọc, còn cái này là đa là dạ. Vận hành á, mình ở xưởng thì mình nên vận hành cái này đó. Thôi dạ. Đơn giản cái này thôi. Mấy cái kia cũng mất theo mất 2 năm đó. Vâng, và thầy chốt đây phải đơn giản không? Dạ. Nghiên cứu mà tính xa. Bây giờ không có thời gian để thức khuya nữa thôi, lo nhậu nhiều quá. Một cái chai mà một cái chai cô nhìn đó hả chị? Một cái chai chân dây bình thường ngoài giá nó nhiêu ta? Chai sinh tố này luôn đúng không? À. Thường cái loại này nè là nó bán khoảng hơn 90 ngàn, 8 mấy ngàn, 7 mấy ngàn. Chị mua sỉ á, thì chai 1 lít, chai của nó là chai 1 lít, lít mốt hay là 900 gì đó. Đợt em mua là hình như là 78 hay là 80 ngàn là mua sỉ á nha. Là mua khoảng mấy chai á, nhưng mà chị mua thùng thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng hồi nãy em vẫn nói là cái này nè nó vẫn bị sát. Còn cái thằng cô Ninh á là nó không bị sát, mình chỉ bỏ đúng cái đó nó kêu như là chiết xuất luôn rồi. Nên mình tính toán mình phải làm sao để mình hạn chế nhất cái để mình lọc. Khi ra bia mình vẫn có lọc, mình vẫn có cái lọc. Thì những bữa đợt trước thì giờ lâu rồi chị nhớ là chị chơi cho pha cho con Minh ăn thằng bắp con đó. Dạ. Bị của thằng Onin bị bắp mà chị pha thằng nước cho nó. Onin gì đó. À, nó ngon dạ. Cực kỳ luôn, là mùi đó mùi quả bơ mùi ấy, là có ai làm trong câu lạc bộ trong hội nhà nó làm bia bơ không? Có anh không có dạ. Thì bơ phối hợp với không được đó, còn nó sẽ có mùi vị nó đắt không. Mình đôi khi mình cái loại mà cần đắng thì hay đấy, cái đắng với bia, cái đắng là qua bia, mà qua bia là lúc đấy là mình đánh là khi buồn đấu chả hả nhỉ. Hoa bia là mình đã cho từ ở trong buồn nấu đúng không? Cái nào anh? Hoa bia là mình cho vào trong buồn là từ dạ từ trong buồn nấu. Trong cái buồn thứ hai của mình, cái buồn sôi á. Dạ, buồn thứ hai.
bảo là cái chỗ lúc mà mở dưới để mà cho thoát những cái bã mà vi khuẩn độc cái làm nó rơi vào khoảng lúc nào ấy nhỉ? À, khoảng ngày thứ thứ hai thứ ba. Dạ. Nhưng em sẽ hướng dẫn anh cái cách nấu thì là anh không cần phải xả nữa, anh xả từ đầu luôn rồi. Bia mình phải sạch nhất. Tức là vào đến bùng ủ là phải sạch nhất rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, không biết tất cả những chỗ người khác nấu như thế nào nhưng em có cách của em để em xả cái đồ ra để mình không có phải bị ăn để hít nó dính vô cái bia của mình. Dạ. Phòng này gắn cái máy đó là quá hớp mà. Cái phòng này gắn cái này á là phải mở cửa này ra, nó chung đây luôn mình nó mới mát. Chứ một cái phòng này mà cái máy không mà là làm cái cống luôn. Dạ. Trong ra giã đông. Ra ngoài kia ngồi giã đông mình lại. Xong rồi xem hỏi xem cái ông làm ABC xong rồi có cái kiểm tra. Ông làm thì bữa nay chưa vệ sinh được đâu, chỉ lau thôi. Để anh vệ sinh là nó ẩm, mai mới vệ sinh được, mai mới xả nước được. Mai mình làm đâu mình phun nước nhiều lắm. Thì ngày mai mình nó phun nước nữa. Bây giờ ông làm thì trên bồn mình chỉ lau thôi, khăn ẩm mình lau cho nó sạch thôi. Để một đêm mới mai. Anh chỉ những cái chỗ có kẻ kẻ mà. Thì kẻ kẻ nhưng mà nó cũng phải chờ khô. Mệt lắm. Anh kỹ hả? Anh kỹ. Mới qua cái này bụi dày đấy sao? Dâu tầm thì nghĩ mùa nó không ngon. Dâu tầm mình làm cái màu một. Dâu tầm nó có nhiều vị mà biết cách làm nó ngon lắm nha. Dạ. Cái nằm chanh dây nhỏ này nó bán chỉ 75 ngàn. Ok đó chị. 75 ngàn mà nó ngon nha. Mày chị lấy thử cho em ăn thử. Nhưng mà chị phải chị lấy lại sinh tố nha, là phải đừng chua quá. Không, hàng này chị cứ không bé này chị biết. Cái hàng này của nó là hàng đó chị chuyên chị lấy để chị pha cocktail á. Dạ.